Giờ tới Đinh Thanh nè. Một không. Mọi người có thấy không? Mọi người có thấy hai cục dọc các bạn. Hai cục dọc luôn. Hai cục dọc tính hai điểm. Hello anh em. Hôm nay lại là một game show cực kỳ hấp dẫn, quay cùng với lại hai người anh em của mình, Đinh Thanh. Hello mọi người. Yeah. Đã lâu không gặp. Đây là gương mặt gặp hoài, nhìn gặp hoài luôn khi Messi. Đó, hôm nay hẹn được hai anh em ra đây quay một cái clip mang tính chất Euro. Đó, đang tưng cho banh Euro luôn nè. Banh Euro Uniforia. Đó. Mình đã banh cho banh luôn rồi. Cái cũ cũ rít là chưa già nữa. Đó. Và bữa giờ có coi Euro không anh? Vẫn coi bình thường em ơi, chứ đâu đi đâu được đâu, phải coi Euro. Ấn tượng cầu thủ nào nhất tại Euro kỳ này? Hiện tại hả? Ấn tượng cầu thủ nào nhất hả? Yeah. Thực ra là coi Euro thì cái cầu thủ mình ấn tượng nhất thì mới bị loại rồi, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Cái lối đá gọi là kiểu rất là nhẹ nhàng mà không quá máu lửa, nhưng mà lại cái hiệu quả nó là cao. Yeah. Nếu mà dự đoán thì về chuyên môn hiện tại đến bây giờ thì mình nghĩ là Ý là Ý. Đội khả năng là vô địch. Yeah. Cao nhất. Okay. Nhưng mà đá banh thì chưa đá thì cũng chưa biết được mọi thứ nó như mình nào. Mình cũng chưa biết lúc nào sẽ phát sóng tập này. Nhiều khi lúc phát sóng tập này Ý lên đường rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thường thì coi đá banh thì mình sẽ chú ý một nguyên cái tập thể hơn là một cá nhân. Dạ. Thôi, kia Messi chắc thích là kia thích Messi nhất rồi còn gì nữa. Rồi, Messi có 3 buổi sáng. Bỏ không theo xem Euro, chỉ mà coi Copa. Mày à, khuya thức khuya coi Euro, sáng sớm thức dậy coi Copa. Rồi đi làm giờ nào với anh ơi? Anh ngủ giờ nào với anh? Cố gắng làm thôi mùa này mà. Ok, dự đoán ai là nhà vô địch Euro năm nay? Cũng giống bản thân mình là mình sẽ Đinh Thành á, là mình sẽ nghĩ là Ý sẽ vô địch. Ý luôn hả? À. Dạ. Hay quá. Rồi, game đầu tiên thì mình sẽ chơi tân banh. Em sẽ có đồng hồ đây, em bấm 15 giây. Ok. Trong 15 giây đó ai tân được nhiều hơn thì đó thắng. Rớt banh tân tiếp cũng được, sao hết. Là vẫn tính luôn đúng không? Đúng rồi, miễn trong 15 giây thôi. Thoải mái, tự do hết đúng không? Đúng rồi, chỉ tân thoải mái vậy thôi. Đó. Một chân, hai chân, rồi đầu gối, đầu gì đó, muốn tân gì tân được nha. Rồi ai tân trước nha? Điểm xì á. Một, hai, ba. Tinh thần thắng. 3, 2. Chưa gì ăn gian rồi. Chưa chơi gì thấy mình phải lên. Chưa kịp chơi. Điểm 1 là đúng không bạn? Chơi mà sợ thua rồi. Bị chớp rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, hết giờ. 35 cái. Quíu 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 cái giờ. 35 cái cũng dữ dội ấy. Rồi, bây giờ đến lượt của Đinh Thanh. 35 cái có khó không? Chưa. Nói để làm xong mới nói. Chắc cú dữ. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, hết giờ. Cái gì vậy? Vậy là hoài luôn hả? Tính ra chấp Messi luôn á. Chân một chân. Thôi rồi, tính sao giờ ta? Chiến thần gì kì, từng có một chân. Rồi, mạng đầu này cho hai anh về. Nên không có hình phạt ở đây. Ok, vậy sao thì sẽ biết nha. Game thứ hai. Giờ tân banh rồi, giờ mình chơi lừa banh đi. Lừa banh tí xíu ha. Ở đây có sân 5 ở đây người. Sân 5 nè. Mọi người thấy không? Thì giờ mình một người tấn công từ ngoại biên. Lừa qua, ghi bàn. Okay. Ghi bàn được tính một điểm đã. Còn lừa không à? Qua thì không tính đã. Mà lừa qua rồi đá ra ngoài thì không tính. Okay. Coi như là mất điểm. Mỗi người 3 lượt. Sau 3 lượt thì ai nhiều điểm hơn người đó thắng thôi. Yeah. Nha, ok. Rồi, vẫn tôi xì coi ai chơi trước nè. Yeah, giờ Messi thắng, Messi chọn chơi trước cho sao? Anh sẽ thủ trước. À, thủ trước. Rồi, Đinh Thành chơi trước. Rồi, 3, 2, 1. Đảo chân ghê quá. Không qua được rồi. Mạng đầu tiên Đinh Thành đã không qua được Messi. Lượt đầu tiên của Messi. Bắt đầu.
Anh Tinh Thần chơi ác vậy. Nope. Oh, không qua được. Messi tính xỏ hén nhưng không qua được. Vẫn là không đều. Giờ là lượt thứ hai của Đinh Thành. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhấp dữ ha. Quang ơi, sao không dứt điểm? Rồi, tới đó được dứt điểm rồi, tới đó được dứt điểm rồi. Chết rồi. Hiện tại đang mới chớp được cái. Rồi, đây là lượt thứ hai của Đinh Thành. Tỷ số vẫn là 0-0. Để xem có pha ghi bàn của Đinh Thành hay không. Xếp Rover. Yeah, qua được rồi. Nope. Oh, wow. Giờ là lượt thứ hai của Kim Messi. 3, 2, 1, bắt đầu. Bây giờ vẫn chưa có bàn thắng. Qua người. Qua người. Nope. Wow. Ê, không vào. Không vào. Một pha. May quá anh Thành à. May hay, quá. Hay không bằng hên. Hay không bằng hên. Ngay cục dọc ba người rồi. Messi vẫn còn đang tức. Cái gì bây giờ mới tức nè. Bây giờ mới tức hả? Bây giờ là lượt thứ ba của Đinh Thành. Quyết định nha. Step over ghê quá. Qua người. Đã chéo không? Nope. Không vào. Không vào. Qua người rất hay nhưng mà lại đá ra ngoài. Đây là cơ hội rất lớn để Kim Messi giành chiến thắng game này. Rồi, lượt cuối cùng của Kim Messi. Hey, yo. Hay quá anh Thành ơi. Qua người. Nope. Nằm một đống vẫn chưa có người chiến thắng. Rồi, kết thúc game thứ hai. Vẫn quề. Cột sao dọc. Hai ông chơi kỳ á, chơi nhường nhau hay sao, hay cố tình quề nhau vậy? Cột dọc. Thử. Tưởng là game đá cột dọc. Cột dọc. Rồi, giờ game này chắc chắn sẽ có người bị phạt nè. Giờ game cuối cùng. Đó, không phải game cuối cùng, mới game thứ ba. Còn tới game này xong rồi hai game nữa nha. Thoải mái đi, còn sớm mà. Mới có 12 giờ khuya chứ mấy. Mới 12 giờ khuya chứ mấy. Rồi, game thứ ba này mình chơi sẽ chơi giống với lại Euro tí xíu. Euro rồi thì có một pha ghi bàn của Patricic. Ghi từ rất xa. À, mọi người biết game này như thế nào chứ hả? Ok. Hiểu rồi đó. Cự ly sân này đến khung thành kia chắc khoảng cũng cỡ đó đó, 40-50 m. Mọi người có thể đá có đà hoặc không đà cũng được. Mỗi người 3 quả, ai vào nhiều hơn nữa thắng. Ok không? Không đụng đất đúng không? Không đụng đất. Đúng rồi, thì là thẳng luôn trực tiếp. Không đụng đất nha. Ok ok. Nhắm không đụng đất làm được không? Ok thôi, sợ dư luôn chứ. Dư luôn dư ghê vậy? Rồi. Dư xúc xì thôi mà, có gì đâu lo. Rồi anh Thành đá trước hay sao? Đá sau quá. Rồi Messi. Đã chết vậy đá đúng không? Lượt đầu tiên của Messi. 3, 2, 1. Bắt đầu. Ba rau lận. Nope. Ra ngoài. Ra ngoài. Xíu không? Xíu không? Sợ đụng đất. Sợ đúng đó. Nó ra lưới luôn rồi. Giờ là tới lượt Đinh Thành. Ê xí, không đụng đất, đụng đất không tính đúng không? Đúng rồi. Đụng đất không tính, đụng đất không tính. Gì chơi tâm lý vậy? Sợ thôi thôi. Chơi tâm lý đồ. Vô. Đâu ơi. Trời ơi. Lụt. Anh dưới đây. Hơi dư rồi. Chân còn khỏe quá các bạn ơi. Chân còn khỏe quá à. Khỏe quá, đã nói rồi, đá sân 11 đi, đá sân 5 không có đủ. Sân 5 thấy không đủ đâu. Sân 11 mới đủ. Sao vậy Si? Không thấy banh đó hết. Cái này vô trực tiếp luôn. Okay. Chạm đứt. Chạm đứt, chạm đứt. Chạm đứt. Coi ba. Coi ba. Coi ba dưới kia. Nè, này thì có ba. Giờ tới Đinh Thành nè, là cơ hội Đinh Thành vượt qua nè. 3, 2, 1, dứt. Wow. 1-0, 1-0. Sao? Phong độ nhất thời đẳng cấp là mãi mãi. Quá dữ luôn. Không có gì đâu các bạn. Lượt cuối Messi, quả này không vô thì biết rồi cái gì. Tôi không thể thua được. Tôi không thể đá ngoài được. Rồi.
tập trung dữ ta. Chú cha, giống Ronaldo quá. À, Ronaldo mày đó hả? Messi mà giống Ronaldo ghê. Thôi có gì đâu mà tâm lý bạn ơi. Ơi trượt chân. Vậy là mình đã biết game ai. Game này ai là người giành chiến thắng. Sao vậy Messi? Không cam tâm. Buồn quá hả? Thôi kệ đi. Buồn kệ đi, quay qua người thắng. Thôi cái gì trái banh này mình đã tặng khán giả. Ôi chà, phải giữ. Ok, tặng khán giả luôn. Tôi không cam tâm. Đá ngoài. Bay lên trời. Ê da, đụng đất rồi. Không có tính. Thôi, đã tặng mà, đã tặng mà, tặng là cũng vô là, ok. Đâu có nói là đá phải sao đâu đúng không? Dạ. Yeah. Rồi cự ly 10m, Messi đứng khung thành quay đích ra. À, chết. Xong. 10m đúng không? Yeah, một phát chính ngay mông. Quá ghê. Không chú. Thành ăn mừng quá dữ. Thôi nghỉ không chơi nữa nha. Sao đau không đau, đau. Đau mấy đâu luôn. Ok. Đâu đau mấy đâu mà. Sao mông dữ. Rồi, quả đầu tiên của Kim Messi. Tinh Thành đang... Ủa Tinh Thành đang làm gì vậy? Ok, vô. Wow. Giữa liền. Tinh Thành đã bắt bài sai hướng. Rồi, vô. Vô. Đặt lòng hay quá. Quá dữ. Quá trời ơi. Xích tí là Đinh Thành bắt được rồi. Wow. Hay quá anh ơi. Đặt lòng cỡ đó làm sao bắt. Định bắt bài nè. Đinh Thành tính bắt bài nhưng mà Messi đã chịu khép chân lại. À, không vẫn không ra tâm đá nha, nói nhiều không bắt. Đỡ có áp lực. Cao áp. Mình đỡ được cái bắt này là được. Hay quá. Thêm một trái nữa. Wow. Trời. Giờ sẽ bắt bài luôn. Đã kiểu đó khỏi bắt luôn. Chết ông. Vẫn chưa phân thắng thua nữa. Ồ chà. Thôi nãy giờ thấy Messi cũng mệt, hay thôi đá ra ngoài như này cho đỡ xong rồi. Coi chừng ăn phạt đấy. Ráng đi. Giết đi chứ không là bị phạt đấy. Dừng. Tôi thấy rồi. Bị bắt mà. Mình trả lời bạn, mình không cần đá mạnh, đá trúng là được rồi. Đích bự nè. Đích bự nè. Biết rồi. Rồi xong. Một game nữa. Rồi đợt trước là chơi game đá xa ngang là Messi từng thắng Đinh Thành rồi. Đợt này cho lại lần nữa. Mà mình đổi qua mình không đá xa ngang nữa, mình đá cục dọc. Được không? Cục dọc hả? Con này hả? Thì cũng... có một cái cột đằng kia thôi. Đá trúng hai cột lựa cộng 2 điểm. Ừ. Đá trúng hai cột lựa cộng 2 điểm. Ừ. Nice. Dọc nha. Hai cột, cột nào cũng được. Nope. Trời ơi, trúng rồi kìa. Trúng lưới phía sau. Giờ tới Đinh Thành nè. Mình ta đá nhẹ nhẹ, ăn đá cho mình. Một không.
mọi người có thấy không? Ơi, mọi người hai cái hai cục dọc các bạn ạ. Hai cục dọc luôn. Hai cục dọc tính hai điểm. Quá ghê luôn. Thấy không bạn? Đi đâu, cái gì đó mà phải mầm mơ mộng lợi đó. Hai cột luôn. 1-0. Tính 2-0 nhớ. À hai cột là tính hai điểm đúng không? Chứ làm sao được. Cái đó nó chơi thôi. Cái đó không có. Hai cột lựa cộng hai điểm rồi. Đá cho mày. Chu. Thôi trọng tài quyết định nè, thôi tha Messi đi, Messi hỏng qua đầu rồi nha. Đáng lẽ mình phải là không cho đụng đất đi chứ đá xà đâu cần cùng dòng mà không cho đụng đất. Quá ghê. Tôi quá nghe ghê cái tiếng gì đó. 1-2 thôi chứ coi dầu. Rồi vô. Một đều. Gì? 2-1 chứ. Một đều. Đâu có tính đâu, tôi đâu có tính đâu. Chỉ đá hồi cho banh trắng luôn nè. Đá hồi cho banh trắng luôn kìa. Ồ, khỏi mất công giặt banh. Chiều mới mưa nè. Và thứ 3 Messi. Ủa thứ 3 là thứ 2 vậy? 3 rồi. Ba đúng rồi. À, thứ 3 ok. Ú chà. Tôi nói tôi đá 3 trái vô trúng một lượt không ai tin hết. Ghê thật, ghê thật. Wow. Wow. Đó là chấp trái rồi đó. Chấp trái luôn đúng không? Ủa vậy bạn đá chạm đất đi. Chơi hậu bộ. Ủa chà. Quá dữ, quá dữ. Ủa hình như chỗ này nó xa hơn nãy không ạ? Ừ xa hơn rồi. Đúng rồi đó. Cái này ra ngoài nè mấy bạn ơi. Yeah. Thời gian quá. Sao buồn dữ vậy anh? Thì chúng hai cuộc giờ không cho tính hai trái. Cái game cuối này không có nha. Rồi ai thua. Thôi các bạn. Bye bye. Vô cột ăn banh đi rồi về. Thôi xong rồi anh kiếm anh gì nữa. Về thôi. Thôi chào tạm biệt các bạn đi không trẻ. Không. Nãy giờ đá 10 mét thôi này. Trời ơi. Các bạn đứng trong đất bự lắm không húp hết cái cột đâu. Nãy giờ tính núp cột đúng không? Lại. Đây. Ây da, sao nhích xa vậy? Gần cột dễ canh. Hẹn lắm. Messi không đá trúng ngay mông của Đình Thành được phát nào hết. Các bạn ơi. Dính hai trái banh vô địch luôn. Hỏi vài câu trước khi kết ha. Thích nhất pha này hôm nay? Thích nhất hả? Thứ nhất hai pha xuất chúng mông của Messi mà. Thứ nhất là pha đó. Thành thích nhất là pha đó đúng không? Tiếc nhất pha nào? Tiếc nhất là pha đá trúng hai cục dọc Messi ăn gian. Quá chứ nhiều. Không, đừng tính cho hai điểm rồi. Nhưng mà đá, nếu mà đá vậy thì Messi thua luôn rồi. Đúng rồi, nếu vậy thua luôn. Sao sao vậy? Nha. Rồi giờ Messi thích nhất pha nào? Bắt bạch đền. Ồ, bắt bạch đền, bắt quả chứ quyết định giành chiến thắng không? Bí quyết nào để bắt quả đó vậy? Ôi, anh coi Tấn Trường chụp hoài hả? Coi Tấn Trường chụp nhiều quá, rành quá rành đúng không? Dạ, bí quyết của Messi là à, bí quyết của Messi là hên. Chúng sau hình tôi chụp Tấn Trường của em coi. Rồi, vậy tiếc nhất pha nào? Tiếc nhất là cái pha mà đầu tiên luôn á. Pha đầu tiên. Đáng lẽ đá mình không chụp chân là mình không thua pha đó. Dạ, rồi ok, cảm ơn hai anh về buổi tham gia ngày hôm nay. Rồi, nếu như mà Ý dành chiếc vô địch Euro một phần quà của em cho anh nha, một chiếc áo của Rain Sport. Còn nếu đang mạch thì một phần quà cho Messi. Cảm ơn anh em đã xem video clip này. Nếu anh em thấy hay nhớ cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để đón chờ các video clip trong thời gian tới. Mình là Phạm Thi, đây là Đinh Thành, đây là Kim Messi. Xin chào em, bye bye. Bye bye.